Đây chụp nha. Sợ. Rồi được chưa? Khai cho tao đi. Ui áo anh Vân chắc là chắc bị. Em biết anh chứ đằng sát con gà là bà xuống à. Ôi giờ. Sợ. Nghe gió trả lời, nghe gió trả lời. Để mọi người đi hướng. Nhất Việt Nam ở đâu? Rồi chơi. Bây giờ anh nghĩ lại cái này không? Rồi chống mặt đó. Em lại ai? Em lại ai? Giờ mình cũng có bữa ăn lãng mạn rồi nè. Đấy. Từ chiều đấy tụi anh em tụi mình tự bữa ăn lãng mạn đầu tiên ăn với Vinh trong đời. Ăn lán với con Vinh nha mọi người. Ủa đang quay á Phúc? Quay rồi. Quay rồi luôn. Alo. Thử không? Thử không? Ok. Có chuẩn bị nước dừa cho mình nè, em uống đi. Uống đừng miếng nước dừa mà khổ quá. Có nhiều màu đẹp quá vậy ta. Nhìn mua nào là cũng muốn mua. Gạch vậy. Bun party bây giờ đã chơi theo mưa gió mọi người ạ. Đâu phải lúc nào mọi người đi resort cũng gặp được mưa đâu đúng không? Đúng rồi. Hai anh em rất là hào hứng. Bạn ơi, cái này mình chơi được không? Cái này mấy tuổi mới được chơi? Khoảng mười mấy tuổi hả? 18 như mình được chơi không? Trời. Luân là gần 1m8 nha, mà ngồi vô là giống như em bé ngồi trong cái ghế vậy đó. Cho hai anh em mình xê dịch thử cái ghế này coi. Dạ rồi, ok. 2, 3. Cái này là bao nhiêu ký ta? Rất là nặng. Đâu nè, em làm cũng không hơn. Chịu thua đúng không? Dạ chịu thua. Mạnh nha. Như độ mạnh luôn. Bắt đầu bây giờ lên là nó đang đúng không? Nó đâu hiểu luôn phần sau của tập là sao rồi đó. Giống như mình trong đang trồng trường múa bà lê vậy. Ừ, đang học múa bà lê. Chắc không cần phải chơi cảm giác mạnh đâu xa. Ở đây là cảm giác mạnh rất mạnh luôn rồi. Đúng rồi. Anh không sợ hả? Không. Vậy giờ em ví dụ như mà anh đi trên cái rừng này nha, tự nhiên không tự nhiên cái mình đang đi cái máy ngừng chạy nước tẻ ra, xong rồi không hiểu vì sao tự nhiên cái một cái con gì đó nó quay qua, bắt buộc mình phải ở đây để mình chiến đấu với nó vì mình sự sống còn mà anh. Ok. Mình về nhất cái này. Con này bự đã quá. Trời ơi, bên đi quay lại chắc ăn hết hàng của người ta quá. Chưa sao. Không ai được luôn. Ác dễ sợ. Biết là té luôn á. Đó, thấy chưa, khó lắm. Mình mà gọt là tới mai luôn, mày mình sẽ hết luôn chứ. Hết thịt luôn. Hay là hết rồi đó. Cho cô làm chứ nào. Thôi cô làm đi cho chắc ăn cô ơi. Rồi bây giờ em sẽ cho nó ăn nha, anh chị mình cẩn thận á. Wow. Ui. Ở đây cho nó ăn là phải múa nha. Múa hả? Phải múa. Tại sao? Phải hát bài bóng bóng bang bang mới lên ăn. Ok. Nó liếm cái chân kìa. Liếm rồi. Cay lắm đó nha. Được mà. Của mình thơm. Thưởng đây khách ăn cơm chưa? Thấy à. Đang ngon. Ăn vừa vừa thôi. Mồ hôi chảy lên quá trời luôn kìa. Cành rất là ngon.
Ai ra bao tử nó nhập viện nha. Chú Lê nha. Hết rồi. Trời ơi, bác gái thay đồ rồi. Bác gái bác phải mặc cái áo đó nè, bác chụp ở đây mới đẹp, nó mới ra được bản. Bác vô đây chụp nè, chụp mới dù. Thôi bây giờ mặc lại vô chụp lại cho đẹp. Nó công mình thay đồ đúng không bác? Đó bây giờ bác vô đây nè. Cháu quay xong rồi ạ. Dạ. Cảm ơn hai bác. Bây giờ là hai bác vô đây nè, ngồi ngay hai cái ngay cái chân kiếm đó. Bình đi, em đừng làm ta sợ. Không có, em nói đó giờ bác gái mặc vô, hai người ngồi kế bên nhau đó, ăn cái chỗ này nè. Em nói chưa? Rồi giờ bác gái mặc vô đi, rồi hai bác ngồi kế bên nhau đây nè. Xong chụp kỷ niệm lại. Trời ơi, giống như là kiểu mà con tước của mình xưa. Đây. Chụp cho bấm vô. Mặc vô đi. Thảo ra rồi là không mặc được. Không sao, mặc vô lại. Nhờ mấy cháu. Nhờ mấy cháu mặc lại. Chỗ dạ mấy kia đúng không? Dạ, ừ. Nhờ mấy cháu đi đó, uống lại. Bé nó uống lại cho con kia này. Đúng là phải đúng là phải đó, đó chính xác luôn, chính xác luôn. Đó. Đó. Không không không, mình quỳ xuống, mình quỳ xuống nha nè. Nha. Đó, chứ đừng quỳ giống như đó. Đó, đó. Đó. Ôi ba trà kia. Hả? Cái này cái gì? Cái này tên có trà ôi ba trà kia như là uống trà. Bạn trà là dưới quê. Còn này là không có cái tướng là đây. Nó gọi là cái mà cái nhà trướng. Đúng rồi, kiểu như phòng khách vậy đó. Phòng rồi, bác gái quỳ xuống. Nè, em nói anh nghe nha. Sao? Em nể anh lắm là em mới dám chơi mấy cái trò chơi giảm giá mạnh với anh đó, chứ em không bao giờ chơi. Mà rủi chơi xong rồi thích quá giờ sao? Không thích đâu nha. Không thích luôn. Sợ lắm. Oh yeah. Dừng rồi, anh ơi. Bây giờ cảm giác sao? Cảm giác thật là sướng. Tôi cảm thấy nhưng mà tôi được sống lại. Hey. Ở đây thì họ không có bán cá mà mình phải đi mua cá xong mang tới cho họ. Họ làm là bây giờ mình làm cái gì, mình ăn bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình phải đi mua cá. Ờ chứ đâu có ngồi đây. À, đúng rồi, đây đó mua. Ở cá trước ngồi xuống vậy thì cho em ngồi. Thằng máy đâu rồi, tôi thấy nó miếng bắp tiêu rồi. Camera nó cười tao rồi, tụi bay. Tôi đề nghị là bây giờ tiết mục tiếp theo là ba camera đi vô làm, mình quay lại để cho biết coi làm sao nha. Ủa đang bầu đi đâu đây? Đang vớt đó. Có thể anh đang bị ướt đây. Huế mà còn mưa nữa, còn gì buồn hơn. Không nhận em. Anh sợ quá. Sợ nó đau tay á, nó chạy tay không ta? Rồi xong. Dễ thương. Linh ơi, Linh ơi. Linh không dám vô luôn. Dễ thương. Đấy, con ăn này nè, con ăn này nè. Thương ghê á. Ngoan lắm. Ôi. Giờ lại leo lên đầu luôn. Anh Vinh gan quá mọi người ơi. Linh hãy một lần thử ra Linh. Làm sao nó qua đây em ơi. em xin lỗi. Ác dễ sợ. Ôi bạn này cao lớn. Đồ ăn này ngon hơn nè. Còn này cũng là hết hồn thật đúng không anh Vinh? Bởi vì mình đã có một người thổ địa ở đây. Thì nội dung ngày hôm nay như thế nào các bạn đón xem nha. Các bạn đang xem chương trình Quang Minh đi Passport. Rồi. Đầu xu đuôi lọt nha. Để có cái đầu làm 50 lần. Camera và editor nhớ là dựng hay và bạn nào post thì post ngay cái giờ Linh giờ đẹp nhất cho Minh nha. Cùng 1 giờ đêm. Ừ, hồi đó đâu thấy đâu. Ham ăn dễ sợ. Nhìn nó Vinh ăn là chịu hết nổi rồi. Kỳ ghê. Một cô bạn không lên hình của tôi.
ngồi kế bên nói là tôi đi bị đồ ăn, chịu hết nổi bà vô ăn luôn. Trời ơi, nhìn em khác. Phải trên mình ngồi cao lên. Khoan. Anh chuyển lên chứ kinh mũi một xíu được không anh? Nếu mà mình bước ra ngoài ban công đây, view còn xịn sò hơn nữa. Ê, cái này là ban công riêng của mình luôn á. Ê, mình chưa mở cửa đúng không? Chưa mở mà sao? Đập lại. Không tìm được một cái ống kính nào hay là một đường cứ nào tiến vào. Bây giờ mình đi tiếp đi, tranh thủ đi tới cái điểm check in để còn kịp. May thấy mây kia đẹp quá. Đẹp quá. Đi tiếp. Okay. Let's go. Vui, thử gọi là vui. Khỏe rồi á con. Giờ có người gánh giùm con. À được. Cũng như là những người mà đi xa đi. Anh thử đi. Hút vào trong này hả? Hít lên. Hút vào để cho nó châm. Nước kêu. Thấy đi không? Nước kêu đẹp. Chưa lên. Chưa. À. Anh ơi, thấy hơi sặc nhưng mà thơm nha. Rất là thơm. Đã quá. Thích quá vậy. Mặc kiểu happy á. Happy. Nhưng mà ông phải nhường cho Nam một cái. Không phải không giành được. Chưa biết rồi. Đó bây giờ nè. Chưa em nhìn nó vô nè. Tủ luôn. Bây giờ thổi này ra đúng không? Đúng rồi. Cái giò này nó còn quay tiếp anh ạ. Okay. Thấy ông đúng kiểu. Tê. Nhìn ông buồn. Xin chào cả nhà, Quang Vinh đi Việt Nam rốt cuộc đã tới được Sapa rồi. Một thành phố, thị trấn. Xin chào cả nhà, Quang Vinh đi Việt Nam đã tới được Sapa rồi, một địa danh mà Vinh luôn. Địa danh mà Vinh. Trời ơi, mua 3 cái này mua nhiều quá làm gì? Mua 4 cái đi. Mua 1 cái làm gì? Mua 4 cái thì chia tiêu. Trời ơi, 3 cái thì không tiêu đâu. 1 cái cho 3. Trời, mới vừa mua xong cô này nè. Mua đẹp cô được ăn này, bà thì không được ăn này, bà thì đói lắm ấy, thì mua 1 cái đi. Mới gì nói sao?